Bộ trưởng Nội vụ Venezuela cáo buộc Tây Ban Nha có kế hoạch cung cấp lính đánh thuê cho một chiến dịch chống chính phủ do Mỹ dẫn đầu ở Venezuela. Theo Bộ trưởng Nội vụ Cabello, những người Tây Ban Nha bị bắt giữ được xác định là Joe Maria Passau và Andres Martínez Adame, thuộc trung tâm tình báo quốc gia Tây Ban Nha. Venezuela cũng cáo buộc Tây Ban Nha có liên quan tới việc tuyển dụng các biệt viên Pháp có nhiệm vụ chiếm sân bay quốc tế Maquetia. Trong khi đó, một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha khẳng định rằng những công dân Tây Ban Nha bị bắt không có liên hệ nào với cơ quan mật vụ Tây Ban Nha và Tây Ban Nha không tham gia vào bất kỳ kế hoạch nào nhằm gây bất ổn cho quốc gia Nam Mỹ này. Hai người Tây Ban Nha, ba công dân Mỹ và một công dân Séc đã bị bắt giữ tại Venezuela vì bị tình nghi có liên quan đến một âm mưu nhằm phá hoại chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro. Vụ bắt giữ có khả năng làm trầm trọng thêm tình trạng căng thẳng trong quan hệ giữa Venezuela với Tây Ban Nha và Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố bất kỳ tuyên bố nào về sự tham gia của Mỹ và âm mưu lật đổ tổng thống Maduro đều hoàn toàn sai sự thật.